hai lối đều ra được, đều có ô tô đi được. Bên này à? Còn bên này sẽ ra đầu Thương Trạch luôn. Đây, 358/55 này. Chỗ này là ngõ 358 Bùi Thương Trạch. Cái bên đấy là ra Vũ Tông Phan đấy nhá, có 19 Vũ Tông Phan. Thể tập thể dục này. Chỗ này cũng đi thông vào nhà mình, chỗ này là đi hồi ngõ nãy. À, đến đây là Bùi Xuân Trạch rồi anh nhá, ngõ 358 Bùi Xuân Trạch. Một đầu ra Định Công, một đầu ra bên Phương Trung, Phương Định các thứ.